Lần này tới Gold Coast á. Lại em. Thank you. Lần này tới Gold Coast sao? Có tính mua nhà cửa đi ở đây không? Em muốn đi xem. Tại vì em thấy thành phố này em quá thích luôn rồi. Nè, anh nói cho em, anh nói cho Vinh nghe này. Ở đây đấy là khí hậu chẳng khác gì Sài Gòn mình. Dạ. Yeah. Nhà ở Úc thì anh có nhiều nhưng mà anh chưa từng có một căn nào ở Gold Coast. Nhưng mà những các cái nhà chính anh cũng anh không nói rồi nhưng mà nhà mà ở những các thành phố khác thì thường xuyên có lại là một apartment. Dạ. Thì tại sao lại là một apartment? Tại vì là khi mà anh không có ở đó thì anh đâu có cần phải chăm sóc được đâu. Thì cái lợi thế của apartment, em ở Việt Nam không có apartment đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ, em thấy tiện lợi và nó phù hợp với em. Anh. Paradiso. Em nhìn thấy chưa? Dạ. Ba tháp, tổng diện tích mà để của cả dự án là khoảng chừng 11.000 mét. Wow. Ba hồ bơi, anh thì anh cũng rất là thích. Được một cái là sát ngay bãi biển luôn. Sát ngay bãi biển. Thì nếu mà ở Gold Coast mà nhà mà mua không sát bãi biển thì anh chẳng có thể anh mua. Dạ. Yeah. Tại vì ở đây họ nổi tiếng nhất là Surfers Paradise. Anh em vào xem căn ba phòng ngủ đi. Đi. Mình nghĩ là khán giả Việt Nam mình cũng sẽ rất là muốn biết một căn nhà apartment kiểu hạng sang ở tại Gold Coast, một cái vùng rất là đắt đỏ thì nó sẽ như thế nào. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái dịp mà Vinh và anh Huy giới thiệu cho mọi người xem. Ở đây thì có căn ba phòng ngủ này. Dạ. Anh thì anh cũng đã từng được nghe về cái dự án Paradiso này. Dạ. Anh cũng chắc là có lẽ là cái duyên đấy, Vinh ạ. Anh cũng đang tìm căn Gold Coast. Okay. Đây là căn ba phòng ngủ. Thì là phòng ngủ nào cũng đều có view ra ngoài biển hết. Anh thì anh thấy cái gam màu đen rất là contemporary. Em nghĩ đây màu tối giản kiểu sáng, màu cát. Như là màu cát biển. Đúng rồi. Dạ. Thì ba phòng ngủ đây cho em nhìn thấy các cái chất liệu mà để sử dụng. Dạ. Khi mà hoàn thành cái căn nhà này thì anh thấy là khá là sang trọng. Nó rất là mới. Đúng không? Thứ nhất là đồ nấu á là dùng Miele. Wow. Nhà anh hiện tại cũng đang dùng Miele. Dạ. Smart. Mọi thứ giấu hết mình thôi, không có thấy nhiều cái tay nắm hay gì đó, mọi thứ làm rất là đơn giản. Chưa hết đâu Vinh. Dạ. Hệ thống này là còn được trang bị với cả những các hệ thống mà nhà tự động ấy. Smart home. Smart home. Dạ. Yeah. Smart home. Chắc là có lẽ là con người càng ngày càng lười biếng hay sao thì không muốn đứng dậy để kéo mành. Ở đây có kéo mành bấm một cái là được. Còn thứ hai nữa là mình cũng có thể mình điều khiển khóa hoặc là mở cửa nhà từ xa trên cái app. Em nghĩ cái đó là không phải lười biếng mà nó sẽ trở thành tiện lợi hơn. Ví dụ như trường hợp mà mình đi ra ngoài mà mình quên tắt đèn hay mình quên kéo màn thì mình có thể làm cái đó ngay trên app luôn. Cũng hay. Bây giờ mình vào cái phòng. Dạ. Em thích nhất phòng là ba phòng đây view này. Anh thì anh luôn là anh thích là cái phòng khách. Tại vì cái đó là cái nơi mà anh sinh hoạt nhiều nhất. Em thích phòng ngủ. em thích phòng ngủ phòng à? Khách em cũng thích nhưng mà em lại quan trọng cái chỗ ngủ. À rồi, thế thì mình đi vào xem phòng ngủ. Ok. Nhá. Phòng ngủ chính anh Huy hả? Đây phòng ngủ chính đây. Master bedroom. Trước đó thì mình sẽ có một cái ban công riêng cho cái phòng ngủ luôn. Thường nên là cái ban công anh cũng sẽ để một bộ bàn ghế. Yeah. Em nghĩ là tại sao không? Tại vì ở đây là cái view của mình quá đẹp, mình view biển rất là dài và đẹp, nổi tiếng của Gold Coast. Thì rõ ràng là cái phải tận dụng cái view đó. Dạ. Đây em đi coi tại em thích master bedroom. Đây nè, đây là cái khu mà anh thích này. Đây là cái khu mà để quần áo. Dạ. Yeah. Hai bên luôn. Tất cả là tủ âm hết. Dạ. Yeah. Đây mọi người vào đây xem tắm. Anh Huy có thích cái
cái tắm bồn không, hay là anh Huy thích tắm đêm? Anh thì anh không thích tắm bồn. Anh không thích tắm bồn. Nếu mà anh có mua cái căn hộ này đi chăng nữa thì anh cũng sẽ yêu cầu là bỏ cái bồn ra để cho nó có nhiều cái không gian để anh có thể đi lại. Em chắc thích tắm nước không? Khác em. Em thích tắm nước không? Em vừa thích tắm đứng, lúc nào mà cần nhanh thì em thích tắm đứng, mà nếu có thời gian em lại thích nằm trong này thư giãn nghe nhạc. Muốn làm tắm em bao lâu? Em không tắm lâu đâu, nhưng mà em sẽ không quá điệu anh Huy, nhưng mà là em nghĩ là tắm ở trong bồn cũng là một cái trải nghiệm. À Vinh ạ. Dạ. Nãy phòng ngủ bên kia thì mình sẽ xem, là bây giờ mình xem cái phòng ngủ thứ hai này này. Wow. Em có thích cái trần nó cao không ạ? Em luôn luôn thích trần cao, người ta nói nhà cao cửa rộng là lúc nào cũng đẹp và thoải mái. Em có biết rằng đây là một trong những các cái căn hộ dạ rất là hiếm có tại Gold Coast với trần cao khoảng gần 3 mét. Wow, hay gì. Anh nghĩ rằng là cái thêm khoảng chừng 1-20 cm của cái trần đó, cái ngôi